bị tấn công bằng rocket nặng 1.500 kg, loạt tên lửa dẫn đường Nga trả đòn tàn khốc. Rocket hạng nặng với trọng lượng lên tới 1.500 kg đã được phiến quân sử dụng. Đến hiện tại, con số thương vong vẫn chưa được báo cáo. Cuộc tấn công của rocket hạng nặng. Ngày 15 tháng 7, nhóm vũ trang có liên hệ với mạng lưới khủng bố đã phóng rocket hạng nặng Zizan vào thị trấn Hizaren. Đây là khu vực do chính phủ nắm giữ ở Idlib, Tây Bắc Syria. Nhóm này đã nhắm mục tiêu vào khu vực tập hợp của quân đội Ả Rập Syria ở bên trong thị trấn. Tuy nhiên, đến hiện tại chưa có thương vong hay thiệt hại vật chất nào được báo cáo. Zizai là loại rocket đẩy được cải tiến. Theo các nhà hoạt động đối lập, rocket có trọng lượng 1.500 kg. Những loại rocket được cải tiến thế này, thường có độ chính xác không cao. Đây không phải là lần đầu tiên phiến quân sử dụng rocket hạng nặng Zizai. Một quả rocket loại này đã được phóng tại Hizaren vào ngày 11 tháng 6. Quả rocket thứ hai được bắn vào thị trấn Ma'arat Muket vào ngày 22 tháng 6. Vụ tấn công rocket hạng nặng vào ngày 15 tháng 7 đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib. Trên thực tế, các tay súng thuộc các nhóm vũ trang được gọi là phe đối lập ôn hòa thường xuyên thực hiện những tấn công ngay trước mắt của hàng nghìn quân Thổ Nhĩ Kỳ. Vốn dĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng Nga ký kết một thỏa thuận ngừng bắn vào năm ngoái và họ chính là những người có trách nhiệm đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn được thực thi. Thế nhưng, thực tế cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ làm ngơ để mặc phiến quân tự do hành động. Thậm chí Ankara còn có động thái ủng hộ. Ngày 14 tháng 7, các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tấn công một xe tăng của quân đội Ả Rập Syria bằng tên lửa dẫn đường chống tăng. Sau đó, quân đội Syria đáp trả bằng một loạt tấn công bằng pháo binh. Đòn áp trả khốc liệt, cuộc tấn công bằng tên lửa của Ansar al-Tawi không thể không bị trừng phạt. Quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh của họ, bao gồm lực lượng hàng không vũ trụ Nga, đã ngay lập tức có hành động đáp trả. Ngày 18 tháng 7, đài quan sát Syria báo cáo về vụ tấn công dữ dội của quân chính phủ ở khu vực giảm leo thang. Khu vực bị tấn công trải dài từ vùng núi đông bắc của Latakia đến vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố Aleppo. Hàng chục quả rocket, đạn pháo và tên lửa dẫn đường do Nga sản xuất đã được sử dụng. Theo các nguồn tin từ hiện trường của đài quan sát Syria, ngay từ sáng sớm hôm Chủ nhật, quân chính phủ đã triển khai cuộc tấn công quy mô lớn. Rocket đã bắn liên tục vào các mục tiêu xung quanh Adad Aza và khu vực lân cận Atagoma. Tên lửa dẫn đường cũng đã được sử dụng để tấn công khu vực lân cận Cap Noran. Các lực lượng của quân chính cũng pháo kích vào các khu vực ở Anfura, Fulifi, ở Awizia thuộc miền nam Idlib. Trong khi đó, các phe phái thuộc Liên minh Thánh chiến Amubin đã bắn phá vào các đồn bốt của quân chính phủ ở Cap Noble và Beskala. Các cuộc tấn công vi phạm lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.